Chào các bác nhé, lại là em Thành Auto. Thì hôm nay em Thành Auto xin giới thiệu đến các bác một chiếc Nissan Tina sản xuất năm 2009 nhập đài, số tự động, đang có mặt tại showroom của em Thành Auto. Em này sử dụng động cơ 2.0, giá chỉ ngang một chiếc Kia Morning thôi. Và giá cả cụ thể đó là bao nhiêu thì các bác nhớ xem đến cuối video để biết chi tiết giá cả của em xe này các bác nhé. Vâng, một chiếc Nissan Tina sản xuất năm 2009, số tự động, động cơ 2.0, nhập đài đang có mặt tại showroom của chúng em đây. Các bác có thể thấy là ngay trước màn hình các bác là phần trực diện đầu xe của chiếc xe này. Thì hai bên hai cái cụm đèn pha nó còn rất là đồng đều màu nhau và nó không bị lệch lạc tông màu. Đi lại gần thì chúng ta có thể thấy là bề mặt cụm đèn pha trong veo và trong vắt như thế này ạ. Các cái khớp lối đây còn rất là khớp khít và chuẩn chỉ các bác nhá. Đấy, khớp lối chạy dọc quanh cái lắp capo đây. Đấy, nó khá là đồng đều. Và cái hông sườn xe đây ạ. Hông sườn xe vẫn còn phẳng căng, vẫn còn rất là phẳng căng, phẳng phiu luôn nhá. Xi nhan đã được tích hợp trên gương. Một chiếc xe thuộc phân khúc hạng D, một thương hiệu đến từ đất nước Nhật Bản. Nà răng đúc đa chấu, phanh ABS trang bị 4 bánh chống trơn trượt, chống bó cứng phanh đầy đủ rồi các bác nhá. Và lốp láp em này còn rất là mới ạ. Đấy, khe rãnh đây còn rất là sâu nhá. Khe rãnh bên lốp dưới đây ạ, còn rất là sâu. Và cái mặt na răng của nó còn rất là đẹp, rất là mới. Nó không bị chảy xước. Đấy. Đây, cái lắp capo, bề mặt lắp capo nhá, phẳng căng và lột là như thế này ạ. Các bác nhá. Biển số thì 88A14064. Bên cụm đèn pha bên này đây, khớp lối còn rất là chuẩn chỉ này. Các bác nhá. Đấy, các xúc ngay em này cho em. Giá em nói rồi, chỉ bằng một con Morning thôi. Đấy, nếu mà đi Morning so với em này thì chúng ta sẽ chọn em này chứ, một chiếc xe phân khúc hạng D mà. Đấy, rất là rộng rãi, đèn bi gờ, đèn gầm luôn cũng đã được trang bị đầy đủ rồi. Đấy, ba đợt sốc cản phía đằng trước đây, nó không có dấu hiệu gì móp mép cả. Hông sườn xe bên ghế tài đây ạ, rất là phẳng phiu đấy chứ, rất là phẳng phiu và nột nà đấy chứ, đúng không? Đấy, xi nhan tích hợp trên gương và không bị vỡ, không bị dạn. Tay lắm cửa bọc chrome và đã trang bị nút bấm mở cửa thông minh. Đấy, bên này đây ạ, tay lắm cửa bọc chrome này, đóng rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng các bác nhé. Đây, em sẽ đi ra cái phần đuôi xe, nhìn lên cho các bác xem qua cái phần đuôi xe của em xe này. Thì bác có thể thấy là phần đuôi xe hai bên hai cụm đèn hậu nó còn rất là đồng đều màu nhau, không bị lệch lạc tông màu. Và cái bề mặt cái cụm đèn pha nó cũng không bị xước sát hay là bị chảy xước gì cả. Và có thể nói là còn rất đỏ, đỏ tươi luôn. Các nhìn đi ạ, các cái khớp lối này rất là liền lạc, các bác không thể lùa được cái kẽ móng tay vào những cái khớp lối này luôn đâu. Đấy, đây, bên cái cụm đèn hậu bên này đây, các nhìn đi ạ, quá là chuẩn chỉ phải không ạ. Đấy, một cái cụm đèn hậu còn rất là chất, rất là chất nhá. Hai cảm biến đã được tích hợp ở phía đằng sau và đã được trang bị camera lùi đầy đủ luôn. Đây, camera lùi đây các bác nhá. Đấy, nào, xoay xuống cái sassi gầm bệ một chút nào. Sassi gầm bệ đây. À, các bác chờ em chút nhé, em bật cái đèn flash một chút. Nào, bật đèn flash. Đây, em đã bật cái đèn flash lên rồi. Nào, em bật cái đèn flash lên cho các bác xem sassi gầm bệ này. Còn rất là chắc chắn và sáng loáng chắc lịch như thế này ạ. Đấy, các bác nhìn qua cái chất xe, chất gầm bệ đây ạ. Đấy, nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào bên trong nội thất của chiếc xe xem nó như thế nào nhé. Mở cánh cửa ra và bước vào bên trong nào. Toàn thể cái táp ly đây ạ, toàn bộ cái táp ly cánh cửa cái bên ghế lái đây, còn tương đối là đẹp đấy chứ. Keo chỉ nào, chúng ta sẽ cùng sờ nhá, cảm nhận ạ. Chưa mất đi đâu một phân keo chỉ nào các bác ạ. Đấy, chỉ zin luôn, bấm vào nó có sự đàn hồi như thế này. Đấy, chỉ zin đấy chứ. Đấy, nút các cái nút chỉnh điện này ạ, đúng là xe sang, xe phân khúc hạng D nên là sau quá trình sử dụng 11 năm mà nó vẫn còn không bị bật màu, nó vẫn còn sáng. Gương kính cụp điện rồi, các bác nhá. Ốc bản lề cánh cửa thì tháo ra rồi, em này chắc là tháo ra sơn tỉa lại rồi các bác nhá.
Đây, tổng quan bên trong nội thất, cái khoang lái nơi mà các bác ngồi trực tiếp điều khiển chiếc xe này đây. Đấy, ghế thì ghế da nguyên bản theo xe vẫn còn. Và gương, ghế của chiếc xe này đã có nút chỉnh điện đây rồi. Tuy nhiên nó không phải chỉnh điện hoàn toàn. Đấy, bên trên nó bọc một cái da ghế nhá, ở cái áo da. Áo da. Đấy. Chứ còn bên dưới là ghế lì, ở ghế da hoàn toàn theo xe luôn. Nào, bây giờ ngồi ở bên trong nhá. Cho bác cùng trải nghiệm này. Đấy, đèn auto này, đèn auto này. Ôi, cái vô lăng này thì hơi xấu, xe này thì đi cũng tương đối là nhiều rồi đây. Đấy. Nào, bây giờ em sẽ đè lỏ lên thử cho các bác xem nhá. Đấy. Em này chạy 22,6 rồi các bác nhá, 22,6 rồi. Xe đi tương đối là nhiều, cái vô lăng này thì nó hơi xấu. Có thể nói là góc 9 giờ đây nó hơi xấu này. Nó sờn quá nhiều rồi. Đấy. Nhưng mà nhìn tổng thể thì cái vô lăng thì cũng còn tương đối là được thôi. Tương đối là được thôi. Xe nhập đài nên nó toàn chữ Trung Quốc thôi các bác ạ. Đấy. Đèn ổ start top này, đèn ổ start top trang bị đầy đủ rồi này. Đấy. Ổ đĩa này, ổ đĩa DVD này. Đấy, màn hình trung tâm đã được trang bị này. Đấy. Tablo này. Tablo còn tương đối là mới các bác nhé. Tablo còn tương đối là mới. Cái trần nỉ nhưng mà vẫn còn rất là sạch sẽ, sáng bóng. Đấy. Vẫn còn rất là sạch sẽ, sáng bóng. Đây các bác nhìn đi ạ. Toàn thể cái tắp ly ở bên cánh cửa ghế phụ đây. Cái tắp lô trung tâm. Vân gỗ. Đấy. Ngồi trong rất là sướng, rất là mát. Nào, bây giờ thì em sẽ lật thử cái lóc cabo lên. Để cho các bác xem qua cái động cơ của chiếc xe này nhá. Em đang tìm cái... Được rồi. Nào, cùng ra ngoài và trải nghiệm với em. Xem cái động cơ của chiếc xe này nó như thế nào nhá. Các bác chờ một chút nhá. Chiếc xe này em phải soi xem là cái lẫy mở nó ở đâu. Đây rồi. Các bác chờ một chút nhá. Tôi chỉnh cho cái lẫy mở. Đây rồi. Ốc chân máy thì cũng ra rồi. Em này thì chắc là máy làm lại rồi. Chạy đến 22 vạn cơ mà. Chạy đến 22 vạn thì máy chưa làm lại hơi phí đúng không các bác? Đấy, ốc lắp carbon cũng thay rồi. Nói chung là giá cả của nó thì tương đối là ổn thôi. Em này còn đang bị loang dầu lâu nhất một chút đây. Đây rồi, lâu nhất một chút đây. Đấy. Nói chung là không phải là vấn đề gì lớn lao đối với em xe này cả. Đấy. Một chiếc xe thuộc phân khúc hạng D nhưng mà giá hôm nay chỉ bằng một con Kia Morning thôi, chỉ bằng một con Kia Morning thôi các bác ạ. Giá em xin công khai đến các bác luôn là 330 triệu đồng cho chiếc Nissan Tina sản xuất năm 2009 nhập đài, số tự động động cơ 2.0 này nhá, 330 triệu thôi ạ. Và giá trên thì chắc chắn là còn bớt lọc được. Cho bác nào thiện chí alo ngay cho em Thành Auto theo cái số hotline 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn, gửi hình ảnh kèm video báo giá đầy đủ nhất cho các bác thông qua Zalo. Còn bây giờ thì em cũng xin phép là tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Còn bây giờ em xin phép chào và hẹn gặp lại các bác.